Thực ra thì thành viên của 365, Isaac cũng là người thứ hai xuất hiện trên cuộc hẹn cuối tuần rồi. À, em không nghe trước nói đó, là trước đó là có ST xuất hiện rồi. Bọn anh có đặt cho ST Sơn Thạch là một câu hỏi. Yeah. Là theo ST Sơn Thạch thì ai là người hát tệ nhất trong nhóm 365? Em ơi, anh ơi, câu hỏi ác lắm đó anh ạ. Thôi, bây giờ chúng ta xem lại cái đoạn này nhá. My God! Bạn là một cựu thành viên của 365 The Band. Bạn hãy xếp hạng cho tôi 3 thành viên mà bạn thấy là hát chán nhất. Đấy, 3 thành viên mà hát chán nhất. Bây giờ Isaac đoán xem là ai nào. 3 thành viên xem hát chán nhất. Xem câu trả lời của Sơn Thành là gì. Em nghĩ là, nhưng mà nhóm có 4 người thì 3 người hát chán nhất thì 3 đứa còn lại còn gì nữa anh. Nhưng mà xếp thứ tự đi xem nào, xếp hạng đi mà. À, em nghĩ nha, hồi xưa là ST có vẻ như là chơi thân với Chun nhất. Đầu tiên là Chun. Chun. Dạ, tại vì thường chơi thân là lúc nào cũng bị đem chém đầu trước. Đấy. Rồi sau đó tới Will. Rồi sau đó tới em. Rồi, sau đó em. Thế bây giờ nhá, anh... Không phải là vì em hát hay nhất thôi, mà trước khi là... trước khi xem cái đáp án. Dạ vâng. Anh đặt câu hỏi cho với em luôn. anh em vốn là từ khi tăng rã đến chơi với nhau rồi, bây giờ chắc nghỉ chơi với nhau luôn vì câu hỏi này đó anh ạ. Thôi em xếp đại nha, bây giờ em xếp cái đứa nào là nhỏ nhất thì nó thiệt thòi nhất đi, là ST. Sau đấy tới hai thằng còn lại thì thằng nào xin trước thằng đấy là thiệt thòi nhất thì chắc là Will xong tới Chun. ST Will xong tới Chun. ST Will Chun. Rồi, đó là một cái rất có quan điểm, rất là rõ ràng. Tôi cũng nói luôn với các bạn kia nhé. Là đấy là nói đây thôi, còn thực ra là thôi xong rồi. Hay đúng không? Chun rồi. Chết rồi anh ơi. Mời em xem ST trả lời thế nào. Chết rồi. Ba thành viên hay chán nhất đó chính là ST Sơn Thạch, ST và ST. Mà em thấy ST rất thông minh nha, ST nên đi thi hoa hậu nha. Đúng không? Không làm phiền lòng ai hết là nhận hết cái lỗi về mình. Công nhận xuất sắc 10 điểm cho ST. ST 10 điểm. Rồi, tình cảm anh em thì chắc chắn là vẫn sẽ gắn bó thôi.